Có. Phân ở dưới xe đầy mà. Triệu ba cả công sửa gì nữa. Em nhìn anh sửa, anh cũng đã một lần sửa lại bằng hai lần sửa đi. Cắt ra hàn lại. Em bảo ấy đấy, anh không phải tính giá Thành mà cái tính công Thành nhìn anh làm đấy thì biết. Bởi nó bỏ cái gì mà làm lại thì quá tồi được. Xúc đất ra, cắt ra, làm lại. Thêm nữa là tất cả bọn anh bảo hành bảo trì cơ mà. Một cái bánh, dùng bánh nó tỉnh ra có một tầm nữa đấy ạ. Đúng rồi. Dùng bên lưng đi em, đừng anh chém luôn. Anh là chém, anh chuyển thôi, anh chơi ra không chém, anh chuyển đi chứ không mà anh chém tôi về hỏi. Cho cái thằng này tưới cây tí đẹp. Tưới hồng ạ. Thế cơ rồi. Thế cơ rồi.